Thôn Vệ Tinh không tập 564 và tập 565, Hạo Kiếp, Bức La Phong, Thuyết Minh tại kênh youtube Chuyện Hay. Chúc các bạn xem video vui vẻ, khi 45 vạn giới thú hoàn toàn chia ra, từ mọi nơi trong khuynh phong giới đồng thời, xông ra ngoài, La Phong biết mình không cản nổi nữa. Hắn lợi hại tới mấy cũng chỉ là một người, không thể phân thân thiên vạn, nhiều nhất là có thể giết chết một hai giới thú mà thôi, đám giới thú khác hoàn toàn có thể đi vào vũ trụ hải mênh mông. Giết! La Phong đôi mắt lóe lên lệ mang. Tuy không cản nổi, cũng nhất định phải kiệt lực, có thể giết được con nào tốt con nấy. Xoát, xoát, xoát. La Phong liên tiếp thuấn di, chẳng mấy chốc đã đến gần một con giới thú, vũ trụ nhỏ mông lung trong nháy mắt sinh ra, khí lưu hỗn độn hình thành một bàn tay cực to, một tay đã bóp chết con giới thú bậc hai đáng thương. Một lát sau, ai? Đứng ở trên tòa núi khuynh phong giới, La Phong hướng mắt nhìn bốn phía hư không, không khỏi lắc đầu, không ngăn được, 45 vạn giới thú rầm rộ trên nhau xông ra, 45 vạn giới thú nhóm thứ hai cũng như thế, La Phong mặc dù kiệt lực, cũng chỉ giết được 5 giới thú, so với số lượng 90 vạn giới thú, đúng là cát trong sa mạc. 90 vạn giới thú xông ra khuynh phong giới, tiến vào vũ trụ hải, sắc mặt La Phong trịnh trọng, sau này vô cùng phiền phức, chúng thật sự rất đoàn kết, lại toàn bộ xông ra. Chỉ có thể tới đâu hay tới đó. La Phong lắc động, lập tức thì triển ra thuấn di khoảng cách siêu xa, bắt đầu chạy trở về vũ trụ nguyên thủy la phong cũng không thể làm gì hơn mặc dù biết rõ hành động lần này có lẽ sẽ bức bách đám giới thú trốn ra nhưng hắn không có lựa chọn nào khác nếu không trắng trợn đồ sát một phen mặc cho 900 vạn giới thú giết chóc nhau cứ nhìn bối địch rất nhanh tiến vào bậc năm cũng biết mặc kệ chúng trưởng thành sợ chúng sẽ thành cấp 6. giới thú cấp 6, phân thân ngàn vạn muốn giết cũng rất khó đó mới là tai nạn do đó phải sớm động thủ Bây giờ, một lần tiêu diệt trên 800 vạn giới thú đã là cục diện tốt nhất rồi. Tuy nói cục diện tốt nhất, nhưng đối với các tổ vũ trụ hải nó vẫn là một tai nạn. Không có cách nào khác, đây vốn là hạo kiếp trước đó chưa từng có, bây giờ là tử kiếp tuyệt đối lúc trước, đã biến thành hạo kiếp tận thế mà thôi. Tình hình bây giờ vẫn còn có sinh cơ, chiến lược la phong bây giờ có thể dùng một địch vạn, còn trong tộc quần giới thú đến cả một con bậc năm cũng không hề có. Hạo kiếp lần này hoàn toàn có khả năng vượt qua. La phong thuấn di khoảng cách siêu xa nhanh hơn cả giới thú bậc năm bối địch thuấn di khi tất cả giới thú chia ra còn đang bay về phía các tộc vũ trụ hải la phong cũng đã cấp tốc trở về còn khi la phong không ngăn được 90 vạn giới thú hắn đã lập tức mời học các tộc trong vũ trụ gia định rồi trên thần điện lơ lửng cả đám chân thần phân tán ngồi xuống ở nơi cao nhất là hỗn độn thành chủ và la phong phía dưới phân tán ngồi hàng loạt chân thần các thế lực lớn cả vũ trụ nguyên thủy đều có chân thần tề tụ như yêu tộc chủng tộc vân vân đều đến cả hiển nhiên tới lúc này theo hoàn cảnh tự nhiên phải đi theo nhân loại mới có sinh cơ chư vị ngồi trên cao nhất là hỗn độn kim bào la phong áo bào trắng la phong áo bào trắng lúc này nhìn xuống phía dưới lúc trước ta một mình đi tới hôn ám chi địa phía dưới nhất thời một khoảng ổ lên đi xào huyệt giới thú ngân hà lĩnh chủ sao rồi các tộc lo lắng cử u chân chủ tình không thủy tổ ai nấy đều nhìn vẻ chờ đợi về phần các chân thần khác cũng có vẻ lo lắng. La Phong áo bào trắng nhìn xuống phía dưới. Có tin tức tốt, cũng có tin tức xấu. Tin tức tốt là, trong sở huyệt giới thú có 10 ức giới thú, do không ngừng tiến hóa, số lượng cũng đã giảm bớt. Lúc ta tiến vào, trong sở huyệt giới thú tổng cộng có trên 900 vạn giới thú, thực lực thấp nhất đều tương đương với giới thú lần trước tập kích vũ trụ hải. La Phong nói, điều này khiến cho phía dưới rất nhiều chân thần khiếp sợ. Đừng nói họ, đến cả La Phong lúc đó cũng hơi sợ hãi. Nhưng vận mệnh là công bình. La Phong nói, các tộc vũ trụ hài chúng ta vẫn có một đường sinh cơ, ta may mắn có được một bảo vật, bảo vật chỉ có thể thi triển một lần, ta hấp dẫn trên 800 vạn giới thú vây công ta, sau đó tiêu diệt trên 800 vạn giới thú này. Cái gì? Tiêu diệt 800 vạn giới thú. Đó là bảo vật gì? Các chân thần các tộc đều khiếp sợ. La Phong không quan tâm gì, bất luận các chân thần khiếp sợ hay hoài nghi hay tham lam bảo vật, hay đoán rằng La Phong có còn có thể thi triển bảo vật lần thứ hai hay không. Bất luận chân thần nghĩ như thế nào, La Phong cũng không quan tâm, vì trong vũ trụ hải, La Phong là đệ nhất cường giả tuyệt đối. Hơn nữa, tộc nhân loại cũng là đệ nhất tộc quần tuyệt đối. Tin tức xấu là La Phong nói Hôn ám chi địa còn sống 90 vạn giới thú, hơn nữa 90 vạn giới thú đã ly khai hôn ám chi địa, lao thẳng về phía vũ trụ hài ta, ta một mình một người cũng căn bản không thể ngăn trở 90 vạn giới thú phân tán, dự tính, chừng một ngày nữa sẽ có giới thú đến vũ trụ nhỏ của thời đại luân hồi đệ nhất. Một ngày, 90 vạn giới thú tiến vào vũ trụ hải. Việc này, việc này. Các tộc ngẩn ra. Tin tức ác mộng, một giới thú đã làm các tộc vũ trụ hải thần hồn nát thần tính, hoảng sợ khó an, 90 vạn giới thú. Xong rồi, thời đại luân hồi đệ nhất xong rồi, thời đại luân hồi đệ nhị cũng xong rồi phía dưới rất nhiều chân thần đều trong nháy mắt hiểu ra điểm này phe vũ trụ nguyên thủy có thể dựa vào vũ trụ nguyên thủy lập thông đạo tới vũ trụ nhỏ của mình tùy thời chống đỡ giới thú nhưng thời đại luân hồi đệ nhất thời đại luân hồi đệ nhị lại căn bản không thể lập tức trợ giúp được thậm chí vũ trụ nguyên thủy khi gặp 90 vạn giới thú cũng cảm thấy sợ hãi làm sao ngăn cản được chư vị la phong nói thẳng ta đã nói cho các người tin tức rồi đó tất cả đều lo chuẩn bị đi Ta cũng sẽ đem tin tức truyền cho thời đại luân hồi đệ nhất, thời đại luân hồi đệ nhị, ít nhất cũng cho họ sớm biết điều này. Tin tức bắt đầu nhanh chóng truyền ra. Không chỉ riêng La Phong, các chân thần vũ trụ nguyên thủy khác cũng sẽ truyền ra, thời đại luân hồi đệ nhất, thời đại luân hồi đệ nhị, từ Nguyệt Thánh Địa, Đông Đế Thánh Địa đều nhận được tin. Việc này, năm vị chân chủ thần nhãn tộc tập hợp với nhau, họ nhìn nhau, muốn nói gì đó, nhưng mở miệng lại vẫn chẳng biết nên nói cái gì. Xong rồi! thật là hết rồi. 90 vạn giới thú, vũ trụ nhỏ chúng ta cho dù bị một con giới thú ăn cũng chẳng bao lâu đã bị ăn hết. Một khi rất nhiều giới thú cùng nhau ăn, sợ chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu diệt. Vũ trụ nhỏ một khi bị tiêu diệt, vậy các tộc dân sống trong vũ trụ nhỏ cũng toàn bộ bị diệt sạch. Năm đại chân chủ đau lòng vô cùng. Họ thà mình tử chết đi cũng không muốn cả tộc quần đều bị tiêu diệt, nhưng bây giờ có biện pháp gì sao? Bốn người các ngươi. Thần nhãn chân chủ lạnh giọng quát lập tức ly khai vũ trụ nhỏ thoát đi thật xa như vậy mặc dù vũ trụ nhỏ tan biến đám giới thú không tìm thấy các ngươi bốn người các ngươi vẫn có thể còn sống về phần ta ta sẽ lưu lại thử thần phục đám giới thú nếu chúng nguyện ý thu thần nhãn tộc ta cũng có một cơ hội sinh tồn thần nhãn ta đi thần phục bốn người các ngươi đi đi sư phụ năm chân chủ đều tranh giành bất luận như thế nào bây giờ những chân thần chạy đi nhất định có thể sống tuy nói chỉ là kéo dài hơi tàn còn chân thần lưu lại có thể chết mặc dù thành công cũng chọn đời không thể đổi đời ý chí bản nguyên sớm đã mượn tổ thần giáo truyền ra tin tức hiển nhiên thần phục giới thú là một việc rất đau xót ta là một trong tám người mạnh nhất vũ trụ hải ta có giá trị lợi dụng ta thần phục sẽ có khả năng thành công nhất không cần khuyên nữa thần nhãn chân chủ quát bốn chân chủ khác đau đớn nhìn nhau dạ vẻn vẹn chỉ vài phút sau bốn chân chủ liền nhanh chóng ly khai vũ trụ nhỏ bắt đầu thoát đi từ Nguyệt Thánh Địa 9. 90 vạn giới thú Từ Nguyệt Thủy Tổ biết tin tức này xong, đều ngẩn ra, hắn một mình một người đi tới đi lui trên đại điện, về phần các cường giả dưới trướng sớm đã bị hắn đuổi đi rồi. Làm sao bây giờ? Nếu vài chục vạn giới thú cùng nhau ăn vũ trụ nhỏ của ta, mặc dù có thể chống cự, sợ cũng không chống cự được lâu lắm. Tử Nguyệt Thủy Tổ lo lắng vạn phần. Tử Nguyệt Thủy Tổ thấp thỏm lo âu. Một khi vũ trụ nhỏ ta tan biến, Ta quả thật chẳng còn một cơ hội nào nữa, tất cả hy vọng đều tan biến, còn tộc quần ta cũng vĩnh viễn biến mất. Ngân Hà lĩnh chủ, sao vô dụng như vậy? Vũ trụ hài thời đại luân hồi đệ nhất, thời đại luân hồi đệ nhị, hai đại thánh địa đều nhận được tin. Trong đó, thời đại luân hồi đệ nhất và thời đại luân hồi đệ nhị hoàn toàn tuyệt vọng, vì họ trợ giúp nhau vô cùng khó khăn, đối mặt với 90 vạn giới thú, họ chống cự như thế nào đây? Về phần hai đại thánh địa vũ trụ, vì thánh địa vũ trụ khổng lồ hơn, nên lực chống cự rất mạnh, do đó có thể chống được lâu hơn một chút. Về phần vũ trụ nhỏ của các chân thần, trong thời gian ngắn có thể bị ăn mất. May mà! May mà ta lựa chọn thần phục giới thú. Cửu đầu ma thần ngồi trên vương tọa, thở phào một hơi. Tuy nói ta bị ngồi vào trung thuyền với giới thú, cũng không còn tự do. Tương lai vận mệnh của ta có lẽ rất bi thảm, nhưng ít nhất không bi thảm như họ. Họ chẳng mấy chốc đã chết, hơn nữa tộc quần của ta có thể sống lâu hơn. Thậm chí ta còn có thể thử thử xông vào luân hồi. Một khi vượt qua luân hồi, không biết chừng có kỳ tích phát sinh, làm ta thoát khỏi khống chế của giới thú. Cửu đầu ma thần chờ mong. Trong hư không ngoài vũ trụ nhỏ của cửu đầu ma thần. Xoát. Một nam tử giáp bạc có cánh chim chờ xuất hiện, chính là La Phong. Từ khuynh phong giới dùng tốc độ nhanh nhất chạy về, La Phong trên lộ tuyến trở về cũng hơi đi vòng một chút, chạy tới vũ trụ nhỏ của cửu đầu ma thần. La Phong nhìn vũ trụ nhỏ xa xa, cười lạnh. Giới thú muốn hỏi tin tức, phải đối diện hỏi, nô lệ nào thần phục nó, cũng không có cách nào mà dùng tâm linh truyền âm được. Cũng chỉ có giới thú mới có thể tâm linh trao đổi trong vũ trụ hải, nô lệ không thể làm được. Như Malatat cũng phải tự mình gặp cửu đầu ma thần, hoặc cầu nham tổ thần, chấn giả vương mà hỏi tin tức. Ta không cho người cơ hội tiết lộ tin tức nữa. La Phong hiểu rõ, cửu đầu ma thần khẳng định đang trong vũ trụ nhỏ của mình chờ đợi đám giới thú. Chết đi! Trong tay La Phong xuất hiện huyết ảnh đao, hủy diệt của giới thú bậc năm là có thể hủy diệt một vũ trụ nhỏ rồi còn đao pháp mạnh nhất của mình bây giờ đã không thua gì uy lực của hủy diệt la phong nhìn vũ trụ nhỏ của cừu đầu ma chủ xa xa ô khải thần ngoài thân trong nháy mắt thôi phát đến cực hạn sức mạnh hùng hồn sắc bén truyền thẳng vào huyết ảnh đao trong tay diệt huyết ảnh đao lóe lên đao quang bạch kim mênh mông cuồn cuộn vô cùng chói mắt dài chừng gần một năm ánh sáng chỉ lóe lên đã đảo qua hư không bổ vào vách vũ trụ nhỏ xa xa không một tiếng động trên vách ngăn vũ trụ nhỏ đã xuất hiện một vết rách sau đó chạy thẳng về phía bản nguyên vũ trụ nhỏ bản nguyên ở giữa vũ trụ nhỏ hả cửu đầu ma chủ trên vương tọa biến sắc tái nhợt đây là gì cửu đầu ma chủ giật bắn người đa quang uy năng vô tận tốc độ nhanh đến không tưởng tượng nổi vượt xa một ước lần tốc độ ánh sáng phải biết đến cả tốc độ phi hành của thi thể thần vương trôi nổi cũng có thể vượt xa ức lần tốc độ công kích đa quang tự nhiên phải nhanh hơn mặc dù vũ trụ nhỏ đường kính rất lớn theo đánh giá cũng chưa tới nửa ngày là có thể bay đến chỗ bản nguyên rồi đao quang lướt qua chỗ nào vị diện không gian chỗ nấy đều vỡ vụn vô số sinh mạng sinh tồn bên trong đều chết đao quang đáng sợ thật nhất định là la phong nhất định là hắn cửu đầu ma chủ kinh sợ giới thú sẽ không công kích hắn còn cường giả khác các tộc vũ trụ hải căn bản không làm được cũng chỉ la phong mới có thể làm được việc này chỉ là cửu đầu ma chủ cũng không ngờ la phong đáng sợ như vậy không thể cho hắn hủy diệt bản nguyên cửu đầu ma chủ tuyệt đối không cho phép việc như vậy phát sinh. Xoát! Trực tiếp một cú thuấn di, cửu đầu ma chủ ngồi trong một chiếc thuyền kim sắc, con thuyền nhanh chóng đạt tới chiều dài một năm ánh sáng, trực tiếp xuất hiện trong một vị diện không gian, ngăn trở lộ tuyến đao quang vàng rực. Ta không tin, người có thể hủy diệt được bảo vật cấp chân thần, cửu đầu ma chủ nghiến răng. Mặc dù hư không chân thần cũng không thể hủy diệt binh khí chân thần, chứ đừng nói con thuyền này lại sở trường nhất về ngăn cản công kích vật chất. Tới đây, cửu đầu ma chủ nín thở chờ đợi âm đao quang vàng rực khổng lồ hình cung trói mắt ầm ầm bổ thẳng vào trên con thuyền kim sắc lập tức nó rung lên đao quang hình cung nổ tung hóa thành sóng xung kích vô tận quét qua bốn phương tám hướng nhất thời những vị diện không gian chung quanh vỡ tung như bọt nước vô số sinh mạng còn chưa kịp phản ứng đã bị tiêu diệt con thuyền cũng không chịu nổi sức mạnh này đồng thời bị chém văng ra xa rất nhanh hả la phong ở trong hư không ngoài vũ trụ nhỏ nhớ mày xem ra còn phải đi vào la phong ngồi trên tinh thần tháp ầm ầm đánh vỡ vách ngăn đánh thẳng vào hắn liên tiếp thuấn di bay vào nội bộ định cửu đầu ma chủ trong chiếc thuyền quay cuồng lập tức phát hiện tinh thần tháp đang thuấn di bay vào hắn sợ hãi vội khống chế không gian làm la phong không thể thuấn di hừ la phong chỉ hừ khẽ một tiếng nếu không cần tranh thủ thời gian được vẫn có thể bay qua với tốc độ siêu cao bay thẳng tới chỗ bản nguyên sau đó một đao đánh tan nhưng bây giờ 90 vạn giới thú đang tiến vào vũ trụ hải, mình căn bản không có thời gian lãng phí với cử đầu ma chủ, do đó chỉ có thể thi triển tuyệt chiêu. Nhất niệm vũ trụ thành, La Phong trong mắt lóe lên lệ mang. Thí ngô vũ dực bây giờ dùng nguyên làm nguồn, năng lượng tiến hành chuyển hóa, sau đó tái thi triển ra tầng thứ tư nhất niệm vũ trụ thành. Lúc này, nó mới đúng là một bảo vật song cơ giới chính thức. Hi, vũ trụ nhỏ mênh mông trong nháy mắt sinh ra, đường kính đạt 10 vạn năm ánh sáng lúc không thể dùng nguyên là phong thi triển chiều này hơi vất vả vũ trụ nhỏ cũng không thể đạt tới mức như vậy lúc này nó lại có thể đạt tới đường kính 10 vạn năm ánh sáng lúc không có nguyên vũ trụ nhỏ do la phong thi triển ra uy năng đã vượt qua vũ trụ nhỏ của chân thần rồi chứ đừng nói bây giờ đi la phong một cú thuấn di đi được gần vạn năm ánh sáng thí ngô vũ dực của hắn là hạch tâm của vũ trụ nhỏ cánh chim thay đổi vũ trụ nhỏ tự nhiên di động vách ngăn vũ trụ kỳ thật căn bản không đáng nói bất luận là vũ trụ nguyên thủy hay vũ trụ nhỏ của các chân thần vách ngăn nếu bị đánh phá cũng chỉ là việc nhỏ sẽ chẳng mấy chốc tự nhiên khôi phục vách ngăn chỉ là tương đương với một thứ giới hạn đó là giới hạn uy năng nơi bản nguyên có khả năng lan ra tại đây một phạm vi mà bản nguyên lực đều có thể lan đến vượt qua phạm vi này bản nguyên lực sẽ không thể lan đến nữa là phong thuấn gì tự nhiên vũ trụ nhỏ cũng di động theo soát 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 mỗi lần đều di chuyển năm vạn năm ánh sáng trong khoảnh khắc đã tới mấy trăm vạn năm ánh sáng cửu đầu ma chủ hoảng sợ vạn phần hắn lập tức đáp thuyền chạy trốn đến cả vũ trụ nhỏ của mình cũng bất chấp hắn biết nếu bị la phong đuổi theo hắn nhất định sẽ chết diệt la phong chém ra huyết ảnh đao đao quang vàng rực trói mắt cắt thẳng một khoảng bản nguyên hỗn độn xa xa bản nguyên tuy có lực chống cự nhưng vẫn ầm ầm nổ tung tất cả không gian trong vũ trụ nhỏ đều sụp đổ tất cả sinh vật bị tiêu diệt chỉ có cửu đầu ma chủ đang kinh hoàng chạy trốn chạy trốn La phong triệt vũ trụ nhỏ do thí ngô vũ dực thi triển ra một mình thuấn di đuổi theo vẻn vẹn chỉ không tới hai phút ngân hà lĩnh chủ cửu đầu ma chủ trong chiếc thuyền hoàng sợ vạn phần chín cái đầu đều muốn giải thích ta cũng là bị bất đắc dĩ ta cũng không muốn tộc quần mình bị tiêu diệt ta cũng la phong lạnh lùng nước mắt nhìn hắn tinh thần tháp lơ lửng cái đáy tăm tối vô tận của tinh thần tháp bao phủ lấy cửu đầu ma chủ chung quanh cũng xuất hiện vũ trụ nhỏ vô tận sau khi thu cửu đầu ma chủ vào tinh thần tháp la phong nhanh chóng chạy trở về trên đường chạy về la phong cũng thông qua bí thuật thần nhãn kéo cửu đầu ma chủ từ trong chiếc thuyền ra sau đó dễ dàng chém chết bí thuật thần nhãn này chính là công kích ý chí bảo vật loại cung điện mặc dù là tinh thần tháp cũng không thể phòng ngự được ý chí công kích vũ trụ nguyên thủy lãnh thổ nhân loại ngân hà thánh địa những cửa thông đạo vũ trụ khổng lồ lơ lửng trong hư không chung quanh ngân hà thánh địa mỗi một cửa thông đạo vũ trụ đều đại biểu cho một vũ trụ nhỏ khởi khởi chỉ thấy đám chân thần có khi là sinh mạng thực vật khổng lồ màu xanh lá có khi là dị thú chân thần uốn lượn có khi là sinh mạng sơn mạch lực lưỡng tất cả chân thần vũ trụ nguyên thủy đều đi tới ngân hà thánh địa kiến tạo thông đạo vũ trụ chung quanh làm như vậy để đảm bảo đội ngũ cứu viện có thể nhanh nhất đến bất kỳ vũ trụ nhỏ nào lúc trước các chân thần cũng không dám tiến vào vũ trụ nhỏ khác vì một khi tiến vào sinh tử sẽ bị đối phương khống chế. Nhưng bây giờ không quan trọng nữa. Lực bản nguyên vũ trụ nhỏ là có hạn, so với nhất niệm vũ trụ thành của La Phong vẫn còn kém một chút, chân thần lúc trước, không có bảo vật dòng cơ giới, thậm chí phần lớn chưa từng có cung điện trí bảo trí cường, lực bản nguyên vũ trụ nhỏ tự nhiên có thể dễ dàng giết chết chân thần. Mặc dù có cung điện trí bảo trí cường cũng sẽ bị dễ dàng chấn áp vĩnh viễn, trốn không thoát. Nhưng bây giờ, chân thần thực lực mạnh hơn, lại có bảo vật dòng cơ giới, Mặc dù là lực bản nguyên vũ trụ nhỏ cũng áp không chế nổi họ. Ngân Hà. Ngân Hà lĩnh chủ. Ngân Hà lĩnh chủ. Khi La Phong xuất hiện, những các chân thần đang kiến tạo thông đạo vũ trụ đều chào hỏi, thậm chí thần sắc tự nhiên có vẻ cung kính, vũ trụ hải vốn tất cả đều dùng nắm tay mà nói chuyện, cường giả phi tôn, thực lực Ngân Hà lĩnh chủ, không có gì phải nghi ngờ, bây giờ chính là hy vọng của các tộc, sao dám không tôn kính. Chư vị bạn đang xem thôn vệ tinh không được thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay. Truy cập kênh youtube chuyện hay để cập nhật những video mới nhất. La Phong nhìn các chân thần xung quanh. Hạo kiếp lần này, vũ trụ nguyên thủy ta phải đoàn kết lại. Trong nhân loại ta rất ít những người có thần thể cực kỳ lớn. Nhưng trong số chư vị có không ít người thần thể cực lớn. Lúc đối mặt với giới thú, cũng phải dựa vào các vị rồi. Đây là hắn nói thật. Trong tộc nhân loại thành chân thần, cơ hồ đều là các vũ trụ chi chủ tỷ tỷ kỳ nguyên trước cùng với một bộ phận thiên tài mới nổi quật khởi như hòa khung chân thần. Nguyên nhân vì nhân loại vốn có thần thể bé, mặc dù có thuật phân thân, cũng khó có ai có thần thể lớn. Còn một vài sinh mạng sơn mạch, loại sinh mạng thực vật, trời sinh thần thể đã cực lớn. Chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Liều chết một trận. Đám chân thần đều đáp. La Phong nhẹ nhẹ gật đầu, vẻ mặt vẫn không thoải mái chút nào. Làm sao thoải mái được chứ? La Phong. Xa xa đột nhiên có những luồng lưu quang lóe lên, trong nháy mắt hạ xuống chính là một nhóm chân thần bọn hỗn độn thành chủ cửu u chân chủ sư phụ la phong vội đi tới nghênh đón hỗn độn thành chủ trịnh trọng nói như người sở liệu đám giới thú đã bắt đầu xâm nhập vào vùng ngoài vũ trụ nhỏ thời đại luôn hồi đệ nhất rồi giới thú mênh mông cuồn cuộn căn bản không có cách nào ngăn chờ được chúng la phong trầm mặc hắn đương nhiên biết dựa vào ma la tát hắn biết tất cả động tĩnh của giới thú cũng biết việc có thể sẽ diễn ra như thế nào Ngân Hà lĩnh chủ, cứu cứu hải tộc ta. Ngân Hà lĩnh chủ, cứu cứu tộc dân ta. Ngân Hà lĩnh chủ, cả đám chân thần đều đang cầu cứu. Biết vũ trụ nhỏ sắp bị ăn, các chân thần thời đại luân hồi đệ nhất, thời đại luân hồi đệ nhị đều lúng cuống, ai nấy đều cầu cứu, mặc dù không bị công kích cũng bắt đầu cầu cứu. Chỉ là tộc nhân loại thậm chí cả các tộc vũ trụ nguyên thủy, không có một ai phái viện quân. Xin lỗi. Không thể. Chư vị, ta không cản nổi các người tự mình chạy trốn trước đi la phong trả lời rất khách khí nhưng lãnh khốc ngữ khí này làm thời đại luôn hồi đệ nhất thời đại luôn hồi đệ nhị phải tuyệt vọng bất luận là la phong hay hỗn độn thành chủ cử u chân chủ đều cự tuyệt không có dư địa đàm phán nào đây là thời khắc xấu nhất cả vũ trụ hải cử u chân chủ trầm giọng hỗn độn thành chủ cũng chỉ nói đây là một trường hạo kiếp la phong thì nhìn hư không hắn biết về hướng đó có một vũ trụ nhỏ của hải tộc bị ăn, đúng, hắn không có biện pháp nào khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả phát sinh. Hải chủ, hải tộc ta phải làm sao bây giờ? Hết rồi. Ngoài một vũ trụ nhỏ, có cả ngàn con giới thú phân tán khắp các nơi, tất cả đều bốc lên sương mù đen, những luồng ánh sáng quanh co thâm nhập vào hư không. Lúc này, đồng thời mấy ngàn con giới thú cùng ăn vũ trụ nhỏ này, tốc độ ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ cực nhanh, nhanh tới mức làm các chân thần hải tộc phải hoảng sợ, chỉ cần vài phút một vũ trụ nhỏ đã bị ăn sạch ta là hài chủ một trong tám người mạnh nhất vũ trụ hài ta nguyện thần phục giới thú các ngươi chỉ cầu các ngươi buông tha cho hải tộc ta hài chủ khẩn cầu thần phục trong hư không một con giới thú dữ tợn nhìn sinh mạng xương sầu trước mắt hài chủ đình mấy ngàn giới thú đều có thể tâm linh trao đổi với nhau trong nháy mắt đều dừng lại dựa theo kế hoạch chúng ta hẳn là thu nhận một nô lệ hai tên ngu ngốc chấn giả và cầu nham căn bản không biết tin tức mới nhất. Chúng ta thu hài chủ đi. Nhận hắn. 90 vạn giới thú đều được truyền âm, nhanh chóng đàm phán xong. Đã nguyện ý thân phục chúng ta. Giới thú đen huyền xấu xí nói thẳng. Ta cho ngươi một cơ hội. Trong mắt hài chủ có vẻ khổ sở, nhưng vẫn cảm kích tuần lệnh. Đừng phản kháng. Giới thú lạnh lùng nhìn hắn. Dạ. Hài chủ cung kính đáp nhất thời hai độc nhãn của con giới thú này bắt đầu hiện ra huyết sắc văn đồ hai bộ huyết sắc văn đồ xoay tròn hai chủ vừa nhìn thấy hai phúc văn đồ của giới thú đều cảm thấy linh hồn thoáng rung động không a à. cha chỉ thấy những vị diện không gian trong vũ trụ nhỏ bắt đầu tan vỡ bản nguyên vũ trụ nhỏ đã nhanh bị ăn sạch tự nhiên tất cả không gian cả vũ trụ nhỏ đều bắt đầu tan vỡ chôn vùi chẳng mấy chốc bản nguyên đã toàn bộ đồng biến mất tất cả các vị diện không gian đều vỡ tan như thủy tinh Tất cả sinh linh đều bị tiêu diệt. Giới thú, giới thú, giới thú. Một nam tử có ba cặp cánh đen đứng xa xa trong hư không đau đớn gào lên, vừa rồi vũ trụ nhỏ của hắn đã mất, tộc quần cũng chết sạch. Ngân Hà lĩnh chủ ngươi rõ là vô dụng, chúng ta tin ngươi như vậy, tộc ta phải đi trước một bước, nhân loại các ngươi cũng nhất định sẽ bị diệt sạch. Một chân thần kim giáp thời đại luân hồi đệ nhị gầm lên, hắn không lựa chọn chạy trốn, mà ở lại vũ trụ nhỏ của mình, cùng tồn vong với tộc nhân của mình. Tộc diệt, vũ trụ diệt, hắn cũng không có khả năng siêu thoát luân hồi nữa. Đợi cho ba thời đại luân hồi này hết, hắn vẫn chết. Cùng với tương lai chết một mình, còn không bằng bây giờ chết luôn. Ta là thần nhãn chân chủ, một trong bát hùng vũ trụ hải, cũng là đệ nhất cường giả vũ trụ hải hồi trước. Ta biết rất nhiều tin tức. Ta nguyện thần phục các ngươi. Thần nhãn chân chủ cũng đứng trong hư không, cúi đầu cầu giới thú. Thần phục. xa xa con giới thú giữ tợn suy nghĩ một chút đồng thời mấy ngàn con giới thú cùng nhau ăn vũ trụ nhỏ này cũng dừng lại được con giới thú này gật đầu ta cho ngươi một cơ hội thần nhãn chân chủ thở phào một hơi nhớ kỹ không được phản kháng chút nào giới thú nhìn hắn thần nhãn chân chủ cung kính đáp ngoài thân giới thú tóe ra những luồng quang tuyến màu đen trong nháy mắt thâm nhập vào trong cơ thể thần nhãn chân chủ áo giáp ngoài thân thần nhãn chân chủ không thể ngăn trở hắn lúc này cũng không dám phản kháng chút nào hút vào giới thú lập tức điên cuồng hút vào. Giới thú ăn chân thần, mặc dù họ kiệt lực phản kháng, cũng sẽ bị hút cực nhanh, chứ đừng nói, khi không phản kháng. Cơ hồ trong nháy mắt, thần thể thần nhãn chân chủ đã bị ăn hơn phân nửa. Đây là... Thần nhãn chân chủ kinh hãi. Đừng phản kháng. Giới thú cả giận nói. Phải làm cho thần lực ngươi tiêu hào tới cơ hồ hầu như không còn, mới có thể chuyển hóa ra một bộ phận lực giới thú, mới có thể thần thần phục giới thú được thần nhãn chân chủ hơi chần chờ lập tức nghiến răng hắn cược chỉ một lát sau khi thần lực gần như bị ăn sạch vào lúc trước khi chết thần nhãn chân chủ đã hiểu ra hắn chỉ lộ ra nụ cười khổ sở lẩm bẩm nói hạo kiếp sau đó hắn bị hủy diệt hoàn toàn chỉ còn lại có mấy món bảo vật trôi đồ ngu một giới thú lạnh lùng cười khẩy còn bảo một trong bát hùng chúng ta có hải chủ làm nô lệ hà tất thêm một nô lệ khác nữa lập tức nó há miệng lớn ra nuốt toàn bộ bảo vật thần nhãn chân chủ để lại sau khi chết vào bụng binh khí các chân thần dùng thì giới thú cũng không thể dùng được vì sức mạnh của chúng hoàn toàn tương phản với các chân thần tự nhiên không thể nhận chủ thôi phát nhưng nếu cầm làm làm hình dáng thì cũng được tỉ như cầm một cây búa sử dụng như vật chết thì cũng tạm được chỉ là không có cách nào cho nó lớn lên không có cách nào khu xử được hoa văn kỳ bí các tộc vũ trụ hải đều kinh hoàng trong đông đế thánh địa đông đế thủy tổ sau này phải làm sao chúng ta đánh ra ngoài giết giới thú đông đế thủy tổ đứng trên cây thủy tổ cao cao nhìn tộc nhân phía dưới lắc đầu nói không cần vùng vẫy chờ đợi vận mệnh cuối cùng đi phía dưới rất nhiều tộc nhân ai nấy đều tuyệt vọng không cam lòng nhưng căn bản không có biện pháp gì ai đông đế thủy tổ lắc đầu cái hắn có thể làm là dùng ý chí của mình ra trì bản nguyên chống cự lực hút ý chí của hắn sớm đã là vĩnh hằng chân thần đỉnh cao một khi gia trì đích xác làm tốc độ ăn của giới thú chậm bất thường mà bản nguyên vũ trụ nhỏ của hắn cũng mạnh hơn tử nguyệt thủy tổ một chút hả đông đế thủy tổ đột nhiên cả kinh dừng lại rồi à hắn rõ ràng cảm giác được mấy ngàn giới thú ngoại giới đang đình chỉ ta có được đại cơ duyên còn chưa chính thức cường đại chẳng lẽ cứ như vậy mà chết đi ta không cam lòng không cam lòng tử nguyệt thủy tổ đứng trong bản nguyên vũ trụ tử nguyệt thánh địa của mình nhìn quanh gào lên đau đớn đột nhiên hắn vẻ mặt ngạc nhiên vừa mừng vừa sợ dừng rồi à đám giới thú hành động mênh mông cuồn cuộn bản nguyên hai đại thánh địa quá khó ăn sự chống cự của đông đế thánh địa là mạnh nhất tử nguyệt thánh địa chống cự kém hơn một chút cũng vượt xa vũ trụ nhỏ của những chân thần đám giới thú truyền lại tin tức phải ăn rất lâu mới có thể ăn hết được hai đại thánh địa vũ trụ sẽ không có ảnh hưởng gì tới chúng ta tạm thời buông tha cho chúng chúng ta bây giờ thời gian rất trọng yếu phải tranh thủ thời gian la phong mới là địch nhân lớn nhất của chúng ta tiếp tục xuất phát trước hết càn quét sạch thời đại luân hồi đệ nhất và thời đại luân hồi đệ nhị đám giới thú vô cùng thống nhất rất nhiều vũ trụ nhỏ của thời đại luân hồi đệ nhất thời đại luân hồi đệ nhị bắt đầu bị tiêu diệt rất nhiều tin tức cầu viện tin tức chửi bới tin tức móng mỏ tất cả đều chuyển vào trong vũ trụ nguyên thủy còn các tộc vũ trụ nguyên thủy kể cả đám người la phong cũng chỉ có thể trầm mặc họ không thể làm gì được vì thần lực hóa thân của mình từ trước đến nay vẫn ở cùng Tát do đó hắn hiểu rõ, 90 vạn giới thú đang chia ra tiến về phía vũ trụ nguyên thủy. Mặc dù chúng ăn vũ trụ nhỏ, cũng cố ở cách nhau trên trăm vạn năm ánh sáng, tuyệt đối không để cho La Phong có cơ hội tận diệt. Cầu cứu, mắng, oán hận, nhiều tin tức không ngừng truyền lại. Các tộc thời đại vũ trụ nguyên thủy cũng kinh hoàng, nặng trịch. Những tộc quần liên tiếp bị tiêu diệt. Tổ thần giáo La Phong và Hỗn Độn Thành Chủ lại xuất hiện ở Tổ Thần Bí Cảnh. Hai người bọn họ có thể nói bây giờ là người đứng đầu trong vũ trụ nguyên thủy, khi đám rơi thú liên tiếp diệt thời đại luân hồi đệ nhất, thời đại luân hồi đệ nhị, xuất phát về phía vũ trụ nguyên thủy, họ lại đi tới chỗ Tổ Thần Giáo. Veo, Veo. Hai người bọn họ đi thẳng tới Tổ Thần Điện, ba vị Tổ Thần cũng cảm ứng được hai người bọn họ đi tới, cố ý giải khai phong tỏa, để cho họ thuấn di thẳng đến nơi. Ba vị Tổ Thần La Phong, hỗn độn thành chủ sóng vai bước vào tổ thần điện. Tổ thần thiếu niên, tổ thần già nua, song diện tổ thần, đều ngồi trên vương tọa, tổ thần già nua mở lời. Ngân hà lĩnh chủ, hỗn độn thành chủ, bây giờ chính là thời điểm mấu chốt nhất, phòng chừng một hai ngày nữa là giới thú sẽ tới, thời điểm mấu chốt như thế, hai vị sao đi tới nơi này, chờ một lát. Ta cũng sẽ an bài một vài cường giả tổ thần giáo ta đi tới Ngân Hà Thánh Địa mà. Ba vị. Hỗn độn thành chủ nói thẳng giới thú tập kích, số lượng chúng rất nhiều, ăn bản nguyên tự nhiên cũng đáng sợ hơn nữa. Ta và Ngân Hà đến đây là hy vọng ý chí bản nguyên thảo nguyên tổ ra. Nếu không có ý chí nguyên tổ gia trì, vũ trụ nhỏ e rằng sẽ trong nháy mắt bị ăn sạch. Bình thường vũ trụ nhỏ của chân thần bị mấy ngàn giới thú ăn còn có thể kiên trì được vài phút. Nhưng vũ trụ sơ khai không có ý chí chân thần gia trì, chỉ trong nháy mắt sẽ tan biến. Xin ý chí bản nguyên thả nguyên tổ ra. La Phong cũng nói. Thả nguyên tổ ba vị tổ thần nhìn nhau nếu bình thường hai người bọn họ sớm đã cự tuyệt thẳng la phong hỗn độn thành chủ dù sao lúc trước nguyên tổ khiêu khích ý chí bản nguyên bị trấn áp ý chí bản nguyên sao lại dễ dàng thả ra nhưng bây giờ rõ ràng không giống như bình thường có thể nói là thời khắc tồn vong của các tộc cả vũ trụ nguyên thủy chúng ta liên lạc với ý chí bản nguyên tổ thần già nua nói được chúng ta chờ hỗn độn thành chủ la phong cùng đáp nhưng ngữ khí hai người bọn họ hiển nhiên đang thúc ép. Bất luận như thế nào đi nữa, cũng phải để nguyên tổ được thả ra, nếu không, vũ trụ sơ khai cơ hồ nhất định sẽ bị tiêu diệt. Ầm. Um, một luồng uy áp vô hình ngập trời giáng lâm, ý chí bản nguyên đã giáng lâm, ba vị tổ thần đều nhắm mắt lại lắng nghe lời của ý chí bản nguyên, hồi lâu, ba người đều mở mắt, ánh náy nhìn về phía La Phong, hỗn độn thành chủ. Ánh mắt ánh náy bất lực, cũng làm cho La Phong thầm run lên, không ổn rồi ý chí bản nguyên có thể thả nguyên tổ ra không hỗn độn thành chủ xanh mặt la phong cũng nhìn chằm chằm vào ba vị tổ thần ba vị tổ thần nhìn nhau lập tức tổ thần thiếu niên mở lời ý chí bản nguyên đã cáo chi cho chúng ta nguyên tổ khẳng định không thể phóng thích được nhưng ý chí bản nguyên cũng không còn áp chế ý chí hắn có thể ngưng tụ một thần lực hóa thân bên trong vũ trụ sơ khai cũng có thể dùng ý chí ra chỉ vũ trụ nhỏ chuyện gì thế la phong nhíu mày đã không còn áp chế ý chí nữa vì sao không trực tiếp thả ra nguyên tổ bị chấn áp thì ý chí cũng bị chấn áp nguyên tổ thậm chí không thể ngưng tụ ra thần lực hóa thân bên ngoài nếu không lúc trước vũ trụ sơ khai cũng không cần phải bảo hỗn độn thành chủ đến quản nguyên tổ vèn vẹn chỉ dựa vào chiêu thức bí pháp vũ trụ giả định bí pháp này giải rác phạm vi rộng lớn hắn mới có thể dựa vào bí pháp đó mà cho phép mình cảm ứng được các nơi nhưng bản tôn ý chí vẫn bị chấn áp ngân hà tổ thần già nua thở dài. Nguyên tổ thực lực lúc trước đã vô cùng cường đại, hiện nay lại mượn tay các ngươi tìm được truyền thừa văn minh viễn cổ, thực lực mạnh hơn nữa. Nếu hắn ra ngoài, dựa vào bảo vật sòng cơ giới, sợ là không kém ngân hàng ngươi bao nhiêu. Thực lực như vậy, nếu chống cự với giới thú, tự nhiên có thể làm cho phe vũ trụ nguyên thủy chúng ta tăng lên sinh cơ. Nếu có thể thả, ý chí bản nguyên sớm đã thả rồi. Hai người các ngươi cứ an tâm, nói thật, nguyên tổ năm đó mạo phạm quy tắc trí cao, bị quy tắc khống chế do đó ý chí bản nguyên mới chấn áp hắn cũng không có quyền thả hắn nếu ngươi có thể giải quyết hạo kiếp giới thú có đại công hiến lúc đó mới có thể thả nguyên tổ ra la phong và hỗn độn thành chủ ly khai tổ thần cung đi tới vũ trụ sơ khai một khoảng lục địa vũ trụ sơ khai la phong hỗn độn thành chủ sóng vai xuất hiện trên lục địa này chỉ thấy sương mù mờ mịt xa xa bao phủ ngừng tụ ra một thân ảnh một nam tử áo trắng mỉm cười đi tới sư phụ hỗn độn thành chủ thân thể run lên bước tới vài bước nước mắt ròng ròng nguyên tổ áo bào trắng đi tới ngắm nghía hỗn độn thành chủ xin nhi quả thật khác hẳn lúc trước gặp người trong vũ trụ giả định khác hẳn việc gặp người trong đời thật hỗn độn thành chủ không kìm được nước mắt trên đời này gia đình hắn chính là nguyên tổ nguyên tổ một đường dìu dắt hắn sư phụ hỗn độn thành chủ thanh âm run lên tốt rồi nguyên tổ gật đầu ta cũng không ngờ tới ý chí bản nguyên sẽ không áp chế ý chí ta việc này cũng phải cảm ơn la phong sư tổ la phong cũng kho mình hành lễ nguyên tổ chính là lãnh tụ tộc nhân loại cuột khởi nếu không có nguyên tổ nhân loại e rằng không hề có trở thành tộc quân đỉnh cao không có hắn cũng không có hỗn độn thành chủ không có cự phủ e rằng kỳ ngộ của mình cũng đã khác không nhất định có thể lên cao được như bây giờ cống hiến của ông rất to lớn được nhân loại tôi là tổ vũ trụ nhỏ của ta có ý chí ta gia trì Mặc dù bị giới thú ăn, cũng có thể chống cự một thời gian." Nguyên tổ cười khẽ nói. "Ý chí của ta có thể mạnh hơn ý chí của những chân thần khác nhiều." La Phong gật đầu. "Ý chí càng mạnh, ý chí sẽ gia trì bản nguyên, giới thú càng khó ăn." Nói về cảm ngộ và cảnh giới, Nguyên tổ hoàn toàn tới cấp hư không chân thần, chỉ là luôn bị áp chế nên mới không thể đột phá. Về phần ý chí, Trường Kỳ bị ý chí bản nguyên áp chế, cái đó và cũng cùng là một dạng phương pháp tôi luyện ý chí, ý chí Nguyên tổ rất mạnh đích xác đã đạt tới trình độ kinh người, hoàn toàn có thể sánh ngang với La Phong vốn có kỳ ngộ vô cùng huyền bí. Đi đi, Nguyên Tổ nói. Giới thú sắp tới, các ngươi không cần phân tâm vì ta, giải quyết hạo kiếp giới thú mới là việc quan trọng nhất. Ưm, hỗn độn thành chủ gật đầu. La Phong cũng gật đầu. Đối với Nguyên Tổ, La Phong rất khâm phục, dù sao Nguyên Tổ lúc trước không tìm được truyền thừa viễn cổ, đã có thể sáng chế ra bí pháp vũ trụ giả định hơn nữa nguyên tổ làm người cũng như gió nhẹ dịu dàng như quân tử chỉ là chẳng biết hắn năm đó rút cuộc làm cái gì mà lại mạo phạm quy tắc trí cao ngân hà thánh địa cường giả các tộc càng hợp ngày càng nhiều lúc trước các tộc vẻn vẹn chỉ có đại biểu tới đây bây giờ dần dần toàn bộ đã tới rất nhiều bản tôn chân thần đã tề tụ nhưng đều đưa thần lực hóa thần nối vào mạng vũ trụ giả định bên trong vũ trụ giả định trên thần điện lơ lửng la phong hỗn độn thành chủ ngồi trên rất nhiều chân thần khác phân tán ngồi dưới. Chư vị, La Phong nhìn xuống phía dưới. Rất nhiều vũ trụ nhỏ của thời đại luân hồi đệ nhị cũng đã toàn diệt, động tĩnh của giới thú rất trọng yếu. Ta có một biện pháp biết được vị trí của tất cả giới thú. Bây giờ ta sẽ nói cho các vị biết vị trí của đám giới thú. Phía dưới nhất thời ố lên, mừng rỡ. Tất cả mọi người đều thủ hộ vũ trụ nhỏ của mình, tự nhiên rõ ràng hành tung giới thú mới có thể phòng bị tốt hơn. Xin xem đây. La Phong chỉ về phía hư không. Nhất thời một bản đồ khổng lồ đường kính trăm vạn km xuất hiện, trên bản đồ xuất hiện những vũ trụ nhỏ lấm chấm. Đây là bản đồ vũ trụ hải, tất cả vũ trụ nhỏ kể cả hai đại thánh địa vũ trụ, tất cả đều có biểu thị, còn có rất nhiều vật tham chiếu khác. Các chân thần đều nhìn lại. Đây là vị trí của đám giới thú. La Phong nói, bạn đang xem thôn vệ tinh không được thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay, truy cập kênh youtube chuyện hay để cập nhật những video mới nhất, những điểm sáng dày đặc, trong nháy mắt xuất hiện trên bản đồ chỉ cần những điểm sáng cũng làm cho các chân thần méo mặt, hoảng hốt. 90 vạn Nói thì đơn giản, quả thật chính 90 vạn điểm sáng xuất hiện dày đặc đã làm cho các chân thần có một sức ép vô tận. Chư vị có thể xem. La Phong nói 90 vạn giới thú một nửa đang ở vừa ngoài cùng, không hề hành động gì, có ước một vạn giới thú phân tán ở ngoài ba vũ trụ nhỏ, đang tiến hành ăn, ước một nửa giới thú còn lại đang tới gần vũ trụ nguyên thủy ta. Trên bản đồ, tất cả đều có thể thấy được rõ ràng, ước 40 vạn điểm sáng, đích xác đang không ngừng bay về phía vũ trụ nguyên thủy. Nghe là một việc, nhìn thấy 45 vạn điểm sáng bay, tới gần, ai nấy đều run lên, trong lòng khẩn trương. Sao ngăn cản? Nhiều giới thú như vậy, làm sao mà ngăn cản? Chúng ta tổng cộng có không tới trăm chân thần, nếu mấy ngàn giới thú cùng nhau ăn một vũ trụ nhỏ, chúng ta nhiều nhất là làm ảnh hưởng tới vài chục giới thú mà thôi, làm sao bây giờ? Các tộc đều kinh hoàng họ sớm đang rất phiền não về vấn đề này. Đây là một trường hạo kiếp. Cử u chân chủ quát. Có thể vượt qua đã là may lắm rồi. Ngăn cản, mặc dù là vũ trụ nhỏ của chúng ta bị ăn, thì đã sao? Vũ trụ nhỏ bị ăn, chúng ta vẫn sống mà. Chỉ cần chân thần đời này có thể diệt sạch tất cả giới thú, tin rằng khắp nơi còn có thể sinh ra những chân thần mới. Là phong quật khởi, nhưng cũng mới vạn ức kỷ nguyên mà thôi. Dựa theo suy đoán, thời đại luân hồi này đích xác còn vài vạn ức kỷ nguyên nữa là chấm dứt trước khi vạn ước kỷ nguyên tới có thể bồi dưỡng ra rất nhiều nhân tài rất nhiều người thành vũ trụ chi chủ chỉ cần có đủ thời gian thì sẽ có thể đột phá tới chân thần vài vạn đức kỷ nguyên cả vũ trụ nguyên thủy có thể sinh ra gần trăm chân thần cũng không phải là việc khó tiêu diệt giới thú chân thần mới sinh ra mặc dù tất cả vũ trụ nhỏ chúng ta bị tiêu diệt chúng ta tương lai cũng có thể ký thác vào những vũ trụ nhỏ cử u chân chủ nói thẳng chỉ cần chân thần sau này có ai đó xông vào luân hồi thành công vậy tộc quần sẽ vĩnh hằng bất diệt thề rằng phải vượt qua trận này hạo kiếp thề không ít chân thần đều hô to nhưng cũng có rất nhiều chân thần vẫn hoảng hốt những thế lực lớn như nhân loại tổ thần giáo tin chắc trong vài vạn ức kỷ nguyên kế tiếp sẽ sinh ra vài chân thần nhưng một vài tiểu tộc quần như ngoại tộc trong hồng minh như một vài tộc quần lãnh thổ hoang vu có thể sinh ra một chân thần đã là đại vận rồi muốn sinh ra một chân thần nữa quá khó khăn hơn nữa tuyệt không phải bất kỳ chân thần nào cũng đều cam tâm vũ trụ nhỏ mình chết đi vũ trụ nhỏ một khi tan biến sẽ không thể đột phá nữa ngân hà nguyên tổ các chân thần phe nhân loại đều không muốn thấy vũ trụ nhỏ của nguyên tổ và la phong tan biến vì la phong và nguyên tổ mới là người nắm chắc trở thành hư không chân thần siêu thoát luân hồi tuy tâm tư suy nghĩ rất nhiều nhưng các tộc cũng không có biện pháp khác chỉ có thể đem hết toàn lực mặc dù la phong cũng còn có ý nghĩ bất luận như thế nào vượt qua hạo kiếp này mới là quan trọng nhất la phong cũng đã có tư tưởng chuẩn bị vũ trụ nhỏ của mình sẽ tan biến tuy hắn không cam lòng nhưng hắn cũng có chuẩn bị hả la phong thấy phía dưới ở một góc giữa rất nhiều chân thần có một thân ảnh đang ngồi chính là tọa sơn khách sư phụ la phong động tâm tọa sơn khách cũng khẽ gật đầu sư phụ cũng đến à la phong trong lòng cảm thán hội nghị chân thần lúc trước tọa sơn khách bình thường đều không tham gia nhưng lần này liên quan đến tới sinh diệt của tất cả tộc quần vũ trụ nguyên thủy mặc dù tọa sơn khách luôn luôn rất xa rời hôm nay cũng đến vì vũ trụ nhỏ cũng gặp phải uy hiếp thời gian trôi qua truyền tấn mắng chửi oán hận từ các chân thần thời đại luân hồi đệ nhất thời đại luân hồi đệ nhị thông qua truyền tấn lệnh bài truyền đến các chân thần còn sống đều tránh trong vũ trụ hải minh mông về phần vũ trụ nhỏ tộc quần người dưới trướng của họ tất cả đều đã bị tiêu diệt tộc quần giới thú lúc này chia làm hai bộ phận hai bộ phận tất cả đều là có trên 45 vạn giới thú. Chủ nhân, Mà La Tát chỉ vào mô hình vũ trụ hải. Giới thú chia làm hai bộ phận, 45 vạn giới thú đầu tiên một mạch ở vùng bên ngoài nhất, chỗ trước kia vũ trụ nhỏ của thời đại luân hồi đệ nhất, chúng đều tách ra xa, khoảng cách với nhau đều rất xa. La Phong nhìn mô hình, trên 45 vạn điểm sáng toàn bộ dày đặc tụ tập ở khoảng khu vực này, từ trên mô hình, có thể thấy tụ tập rất dày đặc, nhưng thực tế khoảng cách mỗi điểm sáng đều trên ngàn vạn năm ánh sáng. Một bộ phận nữa đang xuất phát, mà là tát chỉ vào mô hình. Xem này, bộ phận 45 vạn giới thú thứ hai tuyệt không phải bay về phía tất cả vũ trụ nhỏ của vũ trụ nguyên thủy chúng ta, mà là bay về phía chỗ chủ nhân. La Phong nhìn kỹ lại, vũ trụ nguyên thủy khổng lồ vô cùng, do đó vũ trụ nhỏ của các chân thần phe vũ trụ nguyên thủy, kỳ thật cũng chia ra ở các vùng ngoài vũ trụ nguyên thủy. Nếu muốn xâm nhập vào tất cả vũ trụ nhỏ, 45 vạn giới thú hẳn hoàn toàn phân tán ra vài chục đội quân mới đúng, nhưng lúc này chúng lại vẫn tụ tập thành một đoàn. Những điểm sáng dày đặc, tất cả đều bay về phía vũ trụ nhỏ của La Phong. Tuy nói là tụ tập thành một đoàn, nhưng mỗi giới thú đều cách nhau trên ngàn vạn năm ánh sáng. Hả? La Phong nhíu mày. Giới thú, có ý gì đây? Phòng trừng còn một giờ nữa là 45 vạn giới thú sẽ tới chỗ vũ trụ nhỏ của chủ nhân. Mà La Tát nói thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chẳng mấy chốc, 45 vạn giới thú mênh mông cuồn cuộn, từ bốn phương tám hướng bắt đầu dần dần tới gần vũ trụ nhỏ của La Phong. Muốn đối phó với vũ trụ nhỏ của ta, La Phong nhíu mày. Mình có tinh thần tháp nơi tay, tinh thần tháp chính là bảo vật cấp thần vương, như thần thể của tấn chi thần vương, cũng phải cao trên một ức năm ánh sáng. Bảo vật cấp thần vương biến thành cao trên 10 ức năm ánh sáng, thậm chí cao hơn, về lý thuyết là hoàn toàn có thể. Chỉ là tinh thần tháp càng lớn, thì thần lực tiêu hao càng ghê gớm ép ta ta dùng tinh thần tháp bao vũ trụ nhỏ ta lại sau đó trắng trợn giết chóc giới thú la phong thầm nói nhưng muốn khống chế tinh thần tháp biến thành to như vậy thì la phong không thể cách đó quá xa chủ nhân mà la tắt kinh hãi vội nói chủ nhân bộ phận đầu bộ phận thứ nhất hả la phong liếc mắt nhìn lại Vốn bộ phận 45 vạn giới thú dừng lại ở khu vực thời đại luân hồi đệ nhất đột nhiên bắt đầu cứ hai con ghép thành đôi, cùng đến gần nhau. Chủ nhân Ma La tắt kinh hãi Bộ phận 45 vạn giới thú thứ hai đã ở chung quanh vũ trụ nhỏ của chủ nhân. Chỉ cần một phút là nhanh chóng xâm nhập vào trong phạm vi có thể ăn vũ trụ nhỏ chủ nhân rồi. Còn tất cả bộ phận giới thú thứ nhất lại bắt đầu ghép thành đôi, bắt đầu chiến đấu ăn nhau. Cứ như vậy trong chốc lát, đã chết trên 10 vạn giới thú rồi. La Phong biến sắc, Hắn hiểu rồi. 45 vạn giới thú, hai con chiến đấu, sau đó bên thắng tiếp tục chiến đấu cặp đôi, nhất định sẽ sinh ra giới thú cấp 6. La Phong muốn đi ngăn trở hay không? Nếu hắn đi ngăn trở, vậy 45 vạn giới thú vây quanh vũ trụ nhỏ của La Phong, tuyệt đối sẽ không hề lưu tình ăn sạch vũ trụ nhỏ của La Phong. Nếu La Phong không đi mà bảo vệ vũ trụ nhỏ của mình, thì chỉ có thể trơ mắt nhìn giới thú cấp 6 sinh ra. Vũ trụ nhỏ tan biến, giới thú cấp 6 sinh ra nhất định sẽ có một cái phát sinh. Đây là dương mưu. Bục La Phong phải lựa chọn. Hai con đường, chỉ có thể chọn một. La Phong trong nháy mắt trở nên rất kiên định. Ta không cần lựa chọn. Vì những gì mình thủ hộ, dù là hy sinh tính mạng cũng đáng giá, chứ đừng nói vẻn vẹn chỉ là vũ trụ nhỏ của mình. Vũ trụ nhỏ mặc dù tan biến, cũng chỉ là đại biểu cho việc không thể nhắc phát triển nữa mà thôi. Vũ trụ giả định, thần điện lơ lửng, các chân thần vũ trụ nguyên thủy đều tề tụ bản đồ hàng hải vũ trụ hải lơ lửng biểu thị tất cả cử u chân chủ tinh không thủy tổ thủy hóa đảo chủ các chân thần đều nhìn chằm chằm vào những điểm sáng dày đặc trên bản đồ hàng hải ai nấy đều lo lắng giới thú chia làm hai bộ phận các chân thần lo lắng la phong áo bào trắng ngồi phía trên cũng không giấu giếm đối mặt với nguy cơ sinh tử không đáng để giấu giếm chư vị bây giờ giới thú chia làm hai bộ phận có 45 vạn giới thú đang vườn quanh vũ trụ nhỏ của ta tùy thời sẽ lập tức đến gần tiến hành ăn. Bộ phận khác cũng có 45 vạn giới thú, thì ở vùng vũ trụ nhỏ trước kia của thời đại luân hồi đệ nhất, đang hai con ghép thành đôi, chiến đấu ăn nhau, còn thắng tiếp tục ghép thành đôi chiến đấu. Tiếp tục như thế, 45 vạn giới thú sẽ tiến hóa ra một giới thú vô cùng đáng sợ, một khi đạt tới cấp 6, ngay cả ta cũng không có hy vọng nữa. Giới thú cấp 6, phân thân ngàn vạn. Thực lực mình mạnh đến đâu, giết chết một con thì thôi, nhưng dưới quy tắc vô hình, Malatat cũng sẽ bị ép ra ngoài chiến đấu với giới thú cấp 6 sau khi bị giết. Còn giới thú cấp 6, 1, khi trở thành vương giả, sẽ thay ngén ra hàng loạt chiến sĩ. Những chiến sĩ này còn đáng sợ hơn cả giới thú cấp 6. Đại quân rầm rộ, đó tuyệt đối có thể càn quét tất cả. Hai con chiến đấu theo đôi. Tiếp tục như thế, sẽ chẳng mấy chốc tiến hóa xuất giới thú siêu cấp. Chỉ có Ngân Hà lĩnh chủ mới có hy vọng cắt ngang chúng lại. Nhưng nếu Ngân Hà lĩnh chủ tới đó, 45 vạn giới thú vây chung quanh vũ trụ nhỏ, của hắn sẽ lập tức ăn mất vũ trụ nhỏ. Phía dưới các chân thần ai nấy đều truyền âm thảo luận, lo lắng vô cùng. Nhất thời chẳng ai biết phải làm gì, đó là một lựa chọn lưỡng nan. Đám giới thú vốn rất cao ngạo, mỗi một con đều mưu toan trở thành vương giả. Còn bây giờ đấu từng đôi như thế này, kỳ thật chẳng hề công bình chút nào. Tỉ như giới thú bậc hai, nó bình thường sẽ chiến đấu với giới thú bậc hai, cứ như vậy không ngừng trưởng thành. Còn bây giờ nếu hai cứ đấu thành đôi, nó sẽ phải chiến đấu với giới thú bậc ba biết rõ là chịu chết nó cũng phải làm. Còn 45 vạn giới thú phụ trách vây khốn La Phong thì xác suất sinh ra cấp 6 rất thấp. Do đó loại phân phối này cũng không công bình. Nếu không có đủ uy hiếp, đám giới thú tuyệt đối sẽ không dùng loại phương thức này để đưa ra vương giả cuối cùng, nhưng La Phong thật sự quá đáng sợ, làm chúng ai cũng sợ, phải lựa chọn ra phương pháp chiến đấu tàn khốc nhất. Tuy tàn khốc, nhưng cũng hữu hiệu, làm các tộc vũ trụ hài bọn La Phong lập tức rơi vào tuyệt cảnh. La Phong nhìn xuống phía dưới, các chân thần phía dưới ai nấy đều đang thảo luận la phong hỗn độn thành chủ ngồi cạnh la phong truyền âm nói kỳ thật không cần hỏi ý họ họ đều hy vọng la phong ngươi đi liều mạng mặc dù như vậy sẽ làm vũ trụ nhỏ của ngươi tan biến nhưng vũ trụ nhỏ của ngươi tan biến thì các tộc khác căn bản cũng không quan tâm nhưng chúng không dám nói sợ sẽ chọc giận ngươi la phong gật đầu hắn hiểu điểm này ta không có lựa chọn nào khác la phong truyền âm cho sư phụ hỗn độn thành chủ than nhẹ một hơi đúng vậy không thể chọn chư vị la phong nhìn xuống phía dưới mở lời phía dưới rất nhiều chân thần toàn bộ ngừng đầu nhìn lên ai nấy đều lắng nghe cẩn thận vượt qua hạo kiếp giới thú là quan trọng nhất ta sẽ lập tức đi tới khu vực thời đại luôn hồi đệ nhất kiệt lực ứng đối với uy hiếp của giới thú la phong nói sư phụ ngân hà la phong lập tức có chân thần nhân loại hô lên như hỏa khung chân thần hồng lại càng lo lắng nếu lựa chọn xuất phát vốn vũ trụ nhỏ của la phong to như thế các chân thần cho dù giúp thủ hộ cũng rất khó khăn cơ hồ nhất định sẽ bị đám giới thú ăn như vậy tiền đồ của la phong cũng mất cũng không thể tiến thêm bước nữa đừng cản ta la phong nói vũ trụ nhỏ của ta rất to có lẽ có thể giữ được lâu nhưng đó là 45 vạn giới thú hỏa khung chân thần lo lắng la phong lắc đầu ta không có lựa chọn nào khác các chân thần nhân loại vốn còn muốn khuyên đều im lặng Đến cả các chân thần như yêu tộc, chủng tộc vốn khó tránh khỏi có vẻ hà hê nhưng cũng nhất thời trầm xuống, đúng vậy, không còn đường khác, đến cả Ngân Hà lĩnh chủ cũng chưa từng được lựa chọn, các tộc họ cũng chỉ có nước bi ai hơn nữa, chỉ có thể hy vọng Ngân Hà lĩnh chủ thành công, nếu không nhất định sẽ rơi dụng. Lần này ta xuất phát, cũng không nắm chắc hoàn toàn. Là phong lắc đầu. Khu vực 45 vạn giới thú ở thời đại luân hồi đệ nhất, khi chiến đấu với nhau đã chết mất rất nhiều, chúng đều chia ra chỉ khi có từng đôi chiến đấu hai giới thú mới có thể với chiến đấu nhau khiến cho cho dù ta muốn giết cũng không thể giải quyết đại quy mô được các chân thần trong lòng trầm xuống ta sẽ toàn lực đi đối phó giới thú về phần bảo vệ vũ trụ nhỏ của mỗi người la phong nói thì phải dựa vào các ngươi ta không thể phân tâm được một khoảng an tĩnh các chân thần ai nấy đều nhìn nhau mặc dù họ cảm thấy không muốn chấp nhận nhưng cũng hiểu đến cả la phong cũng không thể bảo trụ được vũ trụ nhỏ của mình muốn bảo toàn được vũ trụ nhỏ của họ lại càng khó ngân hà lĩnh chủ người đi đi người đã bất chấp an nguy vũ trụ nhỏ của mình chúng ta mặc dù tổn thất vũ trụ nhỏ thì đã sao đúng chúng ta vốn rất ít khả năng có thể siêu thoát luân hồi có vũ trụ nhỏ hay không căn bản không khác nhau nhiều lắm ngân hà lĩnh chủ không cần phân tâm tới chúng ta hạo kiếp giới thú chúng ta cũng không thể xuất lực tự nhiên không thể ảnh hưởng tới ngân hà lĩnh chủ các chân thần các tộc lúc này vẫn hiểu nặng nhẹ tiêu diệt giới thú là đại sự quan trọng nhất. Về phần những thứ khác, tất cả đều có thể hy sinh. Mặc dù không cam lòng hy sinh, nhưng đại quân giới thú đánh tới thật, vũ trụ nhỏ của họ làm sao mà ngăn cản chứ? Họ phải chấp nhận tất cả, đồng thời cũng chờ đợi, không biết là phong có thể thành công không? Đây là hạo kiếp chính thức. Dưới hạo kiếp, có thể sinh tồn, sẽ là thắng lợi. Khi các chân thần các tộc thảo luận tới tấp, tọa sơn khách ngồi trong góc lại lặng lẽ nhìn tất cả, khoái miệng thoáng hơi mỉm cười quả thật là đệ tử ta không thấy có gì phân vân cả minh tâm kiến tính thẳng vào bàn tâm mặc dù là trở thành đệ nhất cường giả vũ trụ hải tâm của hắn vẫn trong suốt như thế không bị cắt bụi bao phủ tọa sơn khách hiểu rõ lúc thực lực còn nhỏ yếu bước từng bước phát triển có lẽ có thể làm tới mức minh tâm kiến tính thẳng vào bàn tâm chạm sạch tất cả hấp dẫn sẽ trở thành một tồn tại mạnh nhất khi đó tự nhiên có thể yêu cầu nhiều hơn có được nhiều hơn tâm nhân cũng sẽ càng trở nên tham lam ham muốn nhiều hơn lúc này muốn tiếp tục bảo trì bản tâm trong suốt là rất khó khăn la phong tọa sơn khách truyền âm la phong ngồi phía trên không khỏi nhìn ra xa về phía tọa sơn khách sư phụ la phong truyền âm con cứ xuất phát đi đi đối đầu với uy hiếp của giới thú về phần vũ trụ nhỏ của con con cũng không cần phải lo lắng tọa sơn khách nói ta sẽ lập tức đi tới vũ trụ nhỏ của con tạm thời ở tại trong vũ trụ nhỏ của con ta có một bảo vật đem hết toàn lực hẳn có thể bảo trụ được vũ trụ nhỏ cho con. Cái gì? La Phong ngồi phía trên giật mình, bên cạnh hỗn độn thành chủ cũng cảm giác được La Phong tựa hồ tâm tính có biến hóa, không khỏi quay đầu lướt mắt nhìn hắn. Sư phụ! La Phong khiếp sợ vạn phần. Sư phụ nói, sư phụ có thể bảo trụ được vũ trụ nhỏ của con. Ưm! Uhm. Tọa sơn khách tiếp tục truyền âm. Đúng! Vậy vũ trụ nhỏ của sư phụ thì sao? La Phong vội truy vấn ta chỉ có thể bảo vệ một cái tọa sơn khách trả lời thẳng có thể nói tọa sơn khách tiến vào vũ trụ nhỏ của la phong toàn lực giúp cho la phong thì vũ trụ nhỏ của hắn sẽ không được ai trông chừng la phong nóng này sư phụ vũ trụ nhỏ của sư phụ một khi bị ăn vũ trụ nhỏ của con không cần nhiều lời tọa sơn khách nói sư phụ mặc dù siêu thoát luân hồi cũng chẳng có tác dụng gì nhưng con còn sống là rất quan trọng sư phụ mất dùng hết tâm lực bồi dưỡng con con còn cường đại và có tiềm lực hơn sư phụ tưởng tượng sao có thể dễ dàng đoạn tuyệt tiền đồ như vậy chứ không phải làm sự chờ đợi thời gian vô tận của sư phụ thành vô ích cả à? la phong giật mình đúng vậy mình đoạn tuyệt tiền đồ mình không tiếc nhưng tọa sơn khách thì sao tọa sơn khách sư phụ bồi dưỡng mình nếu mình không thể tiến một bước nữa đích xác sẽ làm cho sự chờ đợi của tọa sơn khách thành con số không không cần suy nghĩ nhiều tọa sơn khách nói sư phụ không thành được cấp hư không cũng không có gì con siêu thoát luân hồi mới là quan trọng nhất tương lai con sẽ biết được tất cả bí mật đến lúc đó sẽ hiểu nguyên nhân sư phụ làm như vậy đi đi toàn tâm đấu tranh với giới thú đi vũ trụ nhỏ của con sư phụ dù có chết cũng sẽ bảo toàn nó chu đáo la phong ngồi trên vương tọa cao cao tại thượng đưa mắt nhìn vào tọa sơn khách ở một góc xa lập tức nhắm mắt lại tâm đang run lên có lẽ tọa sơn khách muốn lợi dụng mình có lẽ có kế hoạch gì khác nhưng vô số kỷ nguyên qua trên con đường mình trưởng thành tọa sơn khách chưa bao giờ muốn mình giúp cái gì cả mà tọa sơn khách luôn vẫn giúp mình thậm chí đến giờ tọa sơn khách vẫn đang giúp mình phần ân tình to lớn này thậm chí có thể nói sự trợ giúp này kỳ thật vượt xa cả chân diễn hỗn độn do vẫn cảm thấy tọa sơn khách có kế hoạch gì đó nên trong lòng mới có ngăn cách nhưng bất luận như thế nào tọa sơn khách vẫn luôn giúp mình mặc dù bỏ qua vũ trụ nhỏ của mình ông ta cũng muốn giúp mình sư phụ là phong trong lòng thầm nhủ đợi đến hạo kiếp giới thú qua đi những gì mình thủ hộ có thể được bình an la phong ta dù có chết cũng sẽ báo đại ân của sư phụ vèo ở vách ngăn vũ trụ nguyên thủy khổng lồ một thân ảnh xuyên thẳng qua vách ngăn bay ra hắn có giáp bạc phía sau có năm cặp cánh giới thú la phong trong mắt lóe lên vẻ hung mang lập tức biến mất luôn trong khí lưu hỗn độn vô tận khi la phong ly khai vũ trụ nguyên thủy ở thông đạo vũ trụ đi thông từ ngân hà thánh địa tới vũ trụ nhỏ của la phong Tọa Sơn khách khoanh chân ngồi trên hòn núi rất thoải mái, mắt rất bình tĩnh, không có một chút buồn vui nào. Còn đám hộ vệ vốn đã nhận được lệnh tự nhiên không dám ngăn trở, tùy cho Tọa Sơn khách trực tiếp bay vào thông đạo vũ trụ. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Linh tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh truyện hay để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.